À, chào anh em ha. Thì hôm nay mình soạn được vài món gửi đến anh em tham khảo. Đầu tiên là cái đo nồng độ CO2. Cái này cũng ít thấy nè, mà giá mới nó cũng đắt á. Giá vài triệu thì mình bán đồ cũ cũng chưa sử dụng như đâu, tại nó quăng về bãi nó dơ thôi nè, nó còn cái anti nè. Và bãi nó cắn cái nó có rách cái anti với mình lột lên anh em coi rồi thấy màn hình còn đẹp phải không? Mình bán 550 nha anh em. À, chữ nhật nè, nó hiệu này ta sạch đẹp, ở trong là 4 pin đẹp. Cái này mà mình để bình thường trong phòng làm cái đồng hồ đo nhiệt độ, còn cái thông số mà CO2 cái mức cho phép, mức an toàn gì anh em lên mạng tham khảo nha, tại đây nó có khó mà nó chữ nhật không à, mình không có biết, chưa dịch. Ở đây có cái cổng cổng LAN, cổng wifi, cổng mạng cáp mạng internet á. Cổng mạng nó còn sạch sẽ, chủ yếu nó nằm về bãi, nó có trầy anh em. Những như cái này là đánh ra nè, còn cái này nó có trầy nè ha. Còn lại mặt trước cái này cũng ra được nè, nó thầy cho nó thôi, màn hình đồ ok, giá mới cũng anh em có thể tham khảo nha, này thấy cũng hiếm và mình bán 550 nha, cho anh em nào cần. Ha, mình coi cái độ nhiệt độ nè, độ bây giờ nó khoảng 30 độ, tại mình cầm ở nhiều khi nó nóng hơn xíu. Lát nó báo, lát nó sẽ báo số 65 thì mình bán cặp thước rồi luôn nè, nó 680 thôi nha, nó cùng loại cùng mạch cùng kích thước, là cái khác kích thước cái này là 1,5 tấc, cái này 2 tấc, nhưng mà nó cùng bo cùng đời với cái này thiếu lắp pin. Mình bán cặp này 680 thôi. Con này thì hôm qua nè, mình ráp vô mà mình đo nhiều khi anh em thấy ngại sao đó anh em không có mua, chứ thật ra hôm nay đi ra bãi gặp một cây 1,5 tấc thôi, nói chung cũng vàng vàng và sạch hơn cái mặt trên này á, mình chưa vệ sinh kỹ, nó sạch hơn cái này xíu thôi, người ta bán 500 ngàn rồi nè, có 1,5 tấc rồi nha, mình trả 350, không bán 350 về bán 450, còn nếu mà có vệ sinh nữa mình bán 500 còn dễ ra nè, người ta bán ngoài đó 500 rồi. Mình bán cặp này 680. Đo trước ha. Này là này có SKF rồi ngoài nha anh em, chuẩn nha. 0.05. À, 0 nè ha, 0.05 ha. Đó. Lúc mà cái lực mình xét về không, cái tay mình sao thì lúc mình đo nó cũng giống vậy anh em. Với cái cách mình đặt thước nữa nè ha. Cho nên là nó thuộc nhiều yếu tố cơ khí lắm. Tại vì cái đằng sau dấu phẩy nó 2 số rồi, cái này 0.1 với SKF hả, 0.1 ha. Mấy bữa bán thứ mà mình để lạc cái này á, mình bỏ trong cái hộp đựng pin nè, hôm nay mới lục ra được cái này 0.05 nè, 0.05 là chuẩn luôn, thấy không, số nhìn trong clip vậy nha, nhìn ngoài vẫn rõ nha, dù mà mica nó cũ lâu ngày cái mica thay được, cái màn hình nó nằm trong vẫn tốt nè, ở ngoài là cái mica thôi. Đó. Chuẩn 3 số luôn của SKF. 0.5 nè. 0.1 là 0.005. 0.05 nhé. Mày cắt vô để như nào có bán thước điện tử mình đo. Nhiều khi cắt kỹ quá xong quên luôn. Rồi cây này thì cây đo độ sâu, đo độ sâu xét về không rồi nè. Cái màn hình đó, cái mica ở ngoài nó bị nhiễu, giống như người ta hàn chì nó nhiễu lên đó, lâu ngày nó bám dơ ha, mình không có vệ sinh,
cây này cái mình bán, cây này mình bán kèm vô cái này thôi cho anh em có anh em xài, với lại không xài thì mốt lấy phụ tùng qua lại nè, mình thấy cũng khá ok á. On đó, mỗi lần ấy là mình kiếm mặt mình xét nó về không trước ha, ta xét cái nó bị động cái này đi, nó báo lỗi đó. Trong clip thấy vậy thôi nha, đều mà cái điện thoại mình không lấy nét, anh em lấy nét thì thấy cũng được đó, vậy nè, góc nhìn là thấy rõ thấy không, số đồ cũng ok. Cái dòng này á cây nào nó cũng vàng vàng vậy đó, nó không bị gì đâu, nhiều đời. Cái đời này là ba nút nè, tại ba nút này cũng ok lắm đó, ít bị hư. Rồi thôi, 608. Rồi, số 65. Hôm nay cũng tự nhiên ế cái này. Cái này là mình mua lại của ông chú, nói chung mua đồ thôi. Hiện tại giá cao quá mình cũng ngán lắm. Nó mua nó có này có kia. Mình bán 3 cây, mua 3 cây thước. 700 ngàn, 700 thì anh em hai cặp kia mình bán 300. Thước vừa cặp thước 66 đó bán 300, còn cây này tính ra vốn là 400 rồi, 400 thì người ta bán sống nhưng mình cũng đâu có mắc đâu, mình bán 500 mà không đi thiệt là khó. Mà đồ điện tử mà nó nguy hiểm nên mình lấy cây này thì nó ở đây nó mài cái mặt trên này không ảnh hưởng gì đâu, không biết là sao nó dướng hay sao nó mài nha. Còn cái mặt này hồi nãy anh em thấy mình đo là chính xác phải không, nó làm việc là làm việc cái phần này, còn ở trên này thí dụ người ta có phay mỏng đi xíu cũng không sao. Còn cái đầu này thì nó không được nhọn nữa, thay vì nó sẽ nhọn ra vậy nè, đó, này thì nó bằng bằng ha, hiểu rõ. Mấy anh ra băng chứ, tại nhiều khi mình quên nói anh em mua về cái anh em thấy gì đó. Sao này khó quá thì hỏi qua cây nào mà nó thiệt sự nó đẹp nằm trong hộp, cái gì xứng đáng mình lấy cao mình giá luôn, còn mấy cây rơi rợi ngoài ta khỏi lấy thôi. Vậy số 66, cây máy Makita 132 132 133 à 132 đẹp hơn nè, đầu không có rơ luôn, ngắt giá 900 nè. Hiện tại mình bán không bao ship nha nè, thông cảm giá đó không có bao ship, cái nào đau được mình đau á, sát luôn, chạy im, đầu không rơ, cao su liền lạc, tem rồi đầy đủ 900. Hiện tại mấy cái máy này nó quay về cái giá thấp hơn hồi lúc trước nữa, cho nên là nếu anh em muốn xài thì trải nghiệm thôi, tiếng cực kỳ im. Không chở than 3 cấp độ. Dòng này nó bền đó, bền hơn 148 hay 137 rồi nữa. Đều nó yếu hơn chút nhưng mà cái mạch nó dễ chịu hơn, như vậy thôi. Quá đẹp. Cây 141 hôm nay mình ráp vô rồi, 1.450.000 nữa. Em nào làm thợ điện, điện lạnh, điện gia dụng nữa, xài cây này thì nó đa chức năng, mình bắn vít búa giống cây này được, mình bật qua đây mình khoan tường được, mình bật qua đây mình khoan sắt gỗ được, nó không bị đập, không bị đập giống như cái này mình giữ nó đập đúng không, cái này nó khoan được, nhưng mà mình khoan mũi 68 rồi thôi, đổ lại đừng có ép quá, cứ từ 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 nó vô. Rồi chế độ này là vít ngắt lực luôn, nó bao nhiêu ấy nó dứt ngắt lực luôn, nó dặn cứng cái nó ngắt đó nè, lực nè, để mở đầu nhỏ nè, thế này nó ngắt nè đó, nó dặn vậy rồi cứng cái nó ngắt, quá ngon. Cây nó đầy đủ chức năng luôn, tăng lên nữa nè, chữ B thì nó không ngắt nha, chạy full luôn, số 1 là nó ngắt nè, chế độ khoan nè, cái độ tường nè, tường có búa giống như mấy cái khoan tường
búa động lực á. Còn chế độ này bắn vít búa giống cây này nè, cây này gia đình xài ok đó. Ví dụ anh em nào mua máy của mình đi, muốn mình đóng pin đó thì mình làm luôn, mình kiếm vỏ mình đóng cho em, cái đặt cọc là mình đóng hoặc là chuyển khoản đóng một hai bữa giao, đơn giản chứ mình không có đóng, hiện tại chưa có đóng pin kinh doanh đó. Tại vì cái máy của mình á, mình biết cái loại này nó ăn dòng sao, cái loại này nó ăn dòng sao, mình sẽ chọn sale cho anh em ha. Có nhiều mức giá để anh em tham khảo. Còn anh em xài sale xịn thiệt xịn thì cái giá cao thì xài máy nào cũng được hết đó. Túi tiền và xài ít hay xài nhiều, mình xài ít lâu lâu mình xài, mình tự nhiên mình đầu tư cục pin nhiều quá, nhiều tiền quá nên là nó hư hay gì mất công không phí. Còn ví dụ mình xài gia đình đâu có xài liên tục đâu, một cục pin 18 xài lâu lắm, cho nên mình đầu tư cái vừa vừa thôi, mà vừa vừa tiền. Nhưng mà sale nó là sale ví dụ là Sanyo hay là Samsung gì đó loại thường thường á, không có nguy hiểm. Còn anh em đấm cái sale mà Trung Quốc mà nguồn gốc không rõ ràng á, nó nguy hiểm nữa, nguy hiểm cháy nổ. Cho nên là mình có báo giá này gì luôn. Con này từ đẹp, cũng đẹp, mà nói chung zin hết, không bị cháy. Nó của nó xài nhiều quá mà nó hết công trình nó bỏ thì nó lại không bị cháy nè. Còn nó đang đẹp á mà nó quăng á thì nó có thể là cháy cuộn hay là nó bể nhông gì đó. Con này là zin hết. Cặp 60 số 65 này mà không cháy hàng thì mình bỏ, mình không nổ đơn rồi mình bể mình xài luôn đó. Giờ đi mua cực quá. Mình xài ở đây mình đo cũng với vẫn mình đâu cần phải đẹp lắm. Nhưng mà quan trọng cái người mình đi bán là mình thích đồ Nhật mà thích đồ đẹp đẹp. Còn nên xài cái quan trọng luôn gì mua vậy nó vừa rồi. Thầy nó không nói ra xài chứ không có thời gian luôn. Quần quần riết không có thời gian để xài. Nhiều món mình thích mình để đây mình ngắm, thời gian mình bán chứ có xài đâu. Món mình dùng kẹt tiền là bán thôi chứ còn đâu có xài. Số 68 mình bán cộng dây hơi nó mà 850 nha. Nó mắc rẻ tùy gì anh em ơi. Cái này nó có khoảng 7 8 mét rồi nè. Mà cái dây nó mình đã thay rồi. Thay cái dây này là trong cái dây cao áp. Cao áp ở sợi dài á. Đầu nói nhanh luôn. Cắm vô là lấy thôi. Mình dây cao áp nhưng cái đầu này đầu mình gắn vô đầu thông dụng nè. Gồm có cuộn rulo đó. Khoảng 8 mét nha, với lại cái lọc, cái lọc hơi nước SMC mình treo đứng lên lau nước mình đóng đây 850 nè. Cái cuộn này rulo thì nó cũ quá nè, dây thì được thay lại rồi, tại vì mình xài trước á, mình để đó nắng nè, với lại đồ đã cũ rồi mình để ngoài nắng thì cái dây của nó đã bị lão quá rồi, mình thay lại cái dây trắng là dây xịn cao áp nha. Trong mấy cái máy cao áp đó, mình mua thì dây nó dài khoảng 15 mét thì nó bị nổ lỗ ngay giữa, nó bị cấn dập lỗ ngay giữa thì mình cắt cái đoạn ra mình bỏ ở đây luôn, tiện đôi đường. 8 mét thì mình kéo khoảng 7 mét nè. Cái dây cũ nó ở đây nè, mình xài qua khúc nối đồng ha. Khi nào mà dây này nổ luôn thì anh em chịu khó tháo ra đấu vô trong này ha. Còn ở rulo đó anh em thấy nó cũ nhưng mà trong nó kẽm là sáng giới, là không có bị rỉ ha, nên cái lò xo nó còn này, nó có lò xo thép anh em xài đừng để ngoài mưa nha. Rồi đó mình để nhờ mình bán 850 nè, ngoại hình xấu xí dây Nhật.
tất cả là không có bao ship, là chắc 2 ký mấy, 3 ký. Sản xuất tại Nhật. Sao ta? Sau chín mình bán cái UBS nữa. UBS của Hôm Rong chủ yếu bán ở mặt cho anh em nào làm cục nguồn dự phòng á, anh em nhà cúp điện hay gì á, mình đóng pin mình bán cái mạch thôi, bình nó lâu ngày nó hư rồi nè, cái mạch điện ra điện 100V mình làm sạc dự phòng ở nhà đi. Thì anh em có pin 12 á, bình 12 thì anh em bỏ vô đây. Mình bán cái tình trạng inverter còn sống ha. Cái ổ cắm của nó thấy vậy chứ xịn nha anh em. 4 ổ cắm là hết nhiêu tiền. Đó, lên nè. À, nó báo ắc quy hư là mình bán tình trạng không có ắc quy nha, cho nó nhẹ 2 ký mấy. Đó, anh em ship đi cho anh em nhẹ tiền. Đó, rút ra. Chưa cắm xịn. Của Omron made in Philippines. Nó ao ra là có 350 VA anh em, 100V 350 VA. Này nút chống quá tải 350 VA. Đây cúp điện anh em làm cục nguồn đi. Cục nguồn 12V đó, nó xài bình ốc quy 12 mà mình đóng pin là anh em có bình gì anh em tận dụng vô. Mình xài thì mình xài được như đèn quạt, đèn led thì nó autovol rồi, quạt hay có xài quạt Nhật thì cắm vô. Nó xài mấy thiết bị nói chung cơ bản khoảng 300W đổ lại thì mình như sạc điện thoại đâu nè. Thay vì mình mua cục sạc dự phòng thì mình dùng cái tiền cục sạc dự phòng tốt tốt cũng vài trăm ngàn rồi, thì mình mua cái vỏ mạch này với lại mình làm cục pin hoặc là cái bình đó. Dạo này cái thấy mấy anh em về mấy cái lô bình Hitachi xịn đó, khoảng 200 mấy một cái, vô xài làm cục sạc dự phòng. Hay là hay khi mình có xài thiết bị nào quan trọng á và cần bộ lưu trữ á, thì anh em xài cái này nó chuẩn, tại vì cái mạch của Omron nó thiết kế là phải xịn thôi, đồ Omron rồi. Cái này mình nghĩ UBS này nó bán cho mấy cái kèm theo mấy thiết bị y tế hay là cái gì á, nó mới đặt Omron làm. Nó bán có 250 cái mạch không nha, mình tháo bình ra nha, mình bán ve chai luôn. Cho nhẹ và nó giảm được tiền cho anh em, mình mua 250 rồi. À, mình mua để trải nghiệm thôi và chia lại anh em. Cho nên là mình lấy cái tiền bình mình bán ve chai uống cà phê. À, anh em đừng hỏi mua cục nguồn hỏi gửi kèm theo bình nữa. Rồi xong khi đó mua cái bình đâu có nhiêu đâu, gửi ra tới hồi đó anh em. Cái bình đâu 2 ký gửi ra tới đó tiền ship không phải 50 ngàn rồi. À, mắc công phí anh em ha. Để đó anh em lấy cái mạch trải nghiệm thôi. Mạch có 4 ổ cắm này rời tháo được, nằm trong nó tháo được. Rồi một cái quá bảo dưỡng quá tải nè. Cái này cái hiển báo gì, báo phần trăm bình nguồn rồi. Bữa trước mình có review rồi, mạch đẹp. Cái đó bán rồi. Cái này thì nó tương không rõ, nó tương tự vậy thôi. Này có 2 cái. Nên mình để mã số cuối